Ủa, xin chào bạn Kiệt với bạn Lộc nha. Đây bạn Kiệt với bạn Lộc này có xe gì lạ chứ hả? Đây các bạn ơi, nay bạn Kiệt với bạn Lộc có một cái xe cốc cơ hả? Có tơ đúng rồi. Đây đó các bạn, đâu cái chỗ nào thắng đâu? Mình sẽ đạt được thắng luôn. À, rồi sau đó là thắng hả? Các bạn xe mình nghiêng qua quẹo nha. Đâu đâu nghiêng ra. Đây xe này nghiêng qua là nó bẻ lái nha các bạn. Cái chân bét được các bạn. Wow, xe đẹp dữ hả? Rồi thử chạy vòng nghe. Rồi thử chạy vòng coi. Đua coi ai chạy nhanh hơn. Ủa các bạn ơi, đường đá đi khó chạy quá. Rồi quánh lại đi, quánh lại đi. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt chạy hay quá. Wow, cái đường đá này chạy khó quá các bạn ơi. Vui không? Vui quá hả? Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Lộc sẽ lấy hai chiếc xe này chạy, mình đi nhặt bánh kem nha. Ai nhặt trước là sẽ thắng. Rồi bánh kem mình sẽ rải ngoài đường nha. Đây, đây là bánh kem đây. Wow, quá trời bánh kem luôn, hai hàng luôn nha. Đây bánh kem nè. Wow. Rồi bây giờ chuẩn bị cho hai bạn này thi nha. Rồi bây giờ bạn Lộc với bạn Kiệt chuẩn bị nha. Mình thi nhặt bánh kem nha. Ai mà nhặt trước là sẽ thắng. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 chạy. Quá wow, bạn Lộc chạy nhanh quá các bạn ơi. Bạn Lộc quá, bạn Lộc chặt trước rồi. Bạn Kiệt nhanh lên, nhanh lên. Đây các bạn ơi, bạn Lộc thắng rồi, bạn Kiệt thua rồi nha. Rồi bây giờ về nhà gỡ bánh kem ra cho thử nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, bạn Kiệt với bạn Lộc đi nhặt được hai cái bánh kem quá trời đẹp, đem về luôn nha. Rồi bây giờ bắt nhạc lên thử coi. Rồi bánh kem nữa nhạc của bạn Kiệt. Bánh kem xịn mà. Có nhạc bạn ơi. Wow, bánh kem này có nhạc rồi. Của bạn Kiệt có chưa? Chưa. Rồi đây nè các bạn ơi, hai cái bánh kem đẹp quá, có nhạc nữa. Mình có thêm một cái bánh hot dog nè, bánh mì nè. Đây hai cái luôn. Một ly kem. Đâu, một ly kem nữa hả? Ăn kem đi. Ăn thử coi, ăn thử kem có ngon không? Kem của bạn Kiệt có mùi gì vậy? Có mùi dâu. Dâu hả? Của bạn Lộc có mùi gì? À, mùi dưa lưới với dâu mà. Wow. Đây có con thỏ nữa các bạn. Thỏ nữa hả? Hay vậy. Đấy các bạn, bây giờ mình cắt bánh kem ra nghe. Để đây dĩa đi. Rồi để đây dĩa đi. Đây. Đây nè các bạn ơi, đây là một cái bánh kem đồ chơi rất là hay nha. Cắt từ vuông nha các bạn. Rồi bỏ bánh lên dĩa nha. Và cho cái bánh có trái dâu đi. Rồi bánh này có hai cái đèn cầy nè các bạn ơi, đẹp quá. Bánh của bạn Kiệt đâu? Đây các bạn. Nó chỉ bớt bay luôn. Wow, ăn thử nha. Đây các bạn ơi, là bánh xốp nướng nha. Rồi bánh xốp nướng nè. Đây bánh quy đậu đen. Trời nóng quá, ăn kem đi. Rồi bây giờ ăn kem nha. Bánh thơm đen. Bạn Kiệt cái xe của bạn Kiệt có đèn không bạn Kiệt? Đây nè các bạn ơi, xe này là buổi tối nó có đèn luôn nha. Rất là hay đó. Nè các bạn. Wow. Đây các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh nha. Xe này sẽ được tặng trong mini game lần sau nha. Đây các bạn, như vậy là video giới thiệu về chiếc xe và mấy cái bánh kem đó đây là hết. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye, bye.